trường vàng thế giới biến động mạnh do biến thể Omicron. Thái Lan lên kế hoạch hồi sinh du lịch bằng tiền số. Làn sóng Covid-19 mới cản trở đà hồi phục kinh tế châu Âu. Kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kinh tế 24 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, mỗi ao vàng thế giới giao ngay giảm 6,5 đô la Mỹ xuống mức là 1.784 một ao. Sang phiên sáng ngày hôm nay, giá vàng vẫn đang xoay quanh mốc này. Thị trường vàng đang biến động rất mạnh trong bối cảnh là giới đầu tư toàn cầu phản ứng với biến thể COVID-19 mới Omicron. Có thời điểm thì vàng tụt xuống dưới ngưỡng là 1.770 đô la Mỹ một ao. Giá vàng hiện tại chịu áp lực giảm do đồng đô la Mỹ lên cao sau những dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ, nhất là thị trường lao động Mỹ với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp rời xuống mức thấp hơn cả trước đại dịch bùng phát trong ngắn hạn thì vàng được đa số chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục giảm tuy nhiên trong dài hạn thì vàng có thể sẽ tăng trở lại ở mốc là 1.900 đô la Mỹ một ao theo Adobe thì người tiêu dùng Mỹ dự kiến sẽ chi từ 10,2 đến 11,3 tỷ đô la Mỹ vào ngày mua sắm Cyber Monday thứ hai điện tử đưa ngày này một lần nữa trở thành ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm Tuy nhiên thì chi tiêu cho ngày lễ mua sắm này vẫn có thể giảm từ mức là 10,8 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái, giữa bối cảnh người dân Mỹ giàn trải hoạt động mua sắm để có thể hướng tới các đợt giảm giá ngay từ tháng 10 của các nhà bán lẻ. Năm nay thì cũng là lần đầu tiên mức chiết khấu trong Cyber Monday yếu hơn hẳn so với năm trước do tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang lên kế hoạch chấp nhận tiền kỹ thuật số nhằm thu hút những người sở hữu loại tiền này đến du lịch. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang làm việc với các cơ quan quản lý và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này là BitCup Online để dân đưa tiền kỹ thuật số vào các dịch vụ du lịch. Một đơn vị mới của Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng dự kiến thành lập vào năm sau để có thể quản lý việc phát hành tiền điện tử. Từ đó thì xây dựng một hệ sinh thái du lịch hoàn toàn mới. Và quyết định trên thì được đưa ra có thể giúp cho hồi sinh ngành du lịch Thái Lan vốn đã thiệt hại 80 tỷ đô la Mỹ do đại dịch Covid-19. Giám đốc điều hành Jack Dorsey thông báo rằng sẽ rời công ty công nghệ Twitter sau khi đồng sáng lập nền tảng truyền thông xã hội vào năm 2006 và giữ chức vụ giám đốc điều hành từ năm 2015. Vị trí của ông Dorsey sẽ được thay thế bởi giám đốc công nghệ là Parag Arawal. Thông tin việc CEO Jack Dorsey từ chức được truyền thông Mỹ đưa ra đã khiến cho cổ phiếu của Twitter tăng hơn 10%. Sau khi rời vị trí tại Twitter thì ông Dorsey sẽ tiếp tục làm giám đốc điều hành của công ty thanh toán trực tuyến Square. Thời gian qua thì Square đã triển khai nhiều dự án liên quan tới tiền ảo. Sức công phá của làn sóng Covid-19 lần thứ tư đang đẩy nền kinh tế châu Âu trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Trong khi chính phủ các nước tại khu vực này đang loay hoay với bài toán chống dịch và phục hồi kinh tế, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lại xuất hiện và dự báo sẽ giáng tiếp một đòn nặng nề vào kinh tế toàn châu Âu. Với tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 1,5 triệu người trong tuần qua, nguy cơ phải đón thêm một mùa Giáng sinh và năm mới nữa trong trạng thái hạn chế là hoàn toàn có thể xảy ra. Những tuần trước giáng sinh là một trong những ngày quan trọng nhất ở Áo. Năm ngoái, đại dịch COVID-19 đã gây ra một mùa Noel ảm đạm ở nước này. Những tưởng trong năm nay, tiêm chủng sẽ giúp mọi người tự do mua sắm, du lịch và ăn uống, nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã dập tắt hy vọng này. Trước làn sóng dịch mới, chính phủ Áo vừa đưa ra lệnh giãn cách xã hội 3 tuần với các biện pháp nghiêm ngặt, nhiều cửa hàng tại Áo đã tuyên bố đóng cửa vì không thu được lợi nhuận. Trong 3 tuần tới, tôi dự tính sẽ lỗ khoảng 7-80%. trăm. Tôi đã nghĩ mùa đông năm nay sẽ bình thường trở lại, nên đã mua tích trữ rất nhiều hàng hóa để bán trong mùa Giáng sinh. Nhưng với lệnh giãn cách như thế này, có lẽ đống hàng hóa này chẳng thể bán được. Dịch bệnh COVID-19 gia tăng đột biến đang đe dọa tới hoạt động tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm. Các số liệu mới công bố cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm gia tăng ở vùng trung tâm châu Âu và đông Âu, triển vọng trong ngắn hạn thực sự u ám đối với nền kinh tế và hoạt động tiêu dùng. Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu ECDC đã nâng cao mức cảnh báo về mùa lễ hội cuối năm với các hoạt động như tụ họp đông người, mua sắm và du lịch, nhà hàng, quán bar và du lịch tiếp tục là các ngành chịu nhiều tác động nhất từ đại dịch. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì làn sóng COVID-19 chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế tại 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của khu vực này đang xấu đi. Theo giới chuyên gia, thì dịch bệnh có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone trong 3 tháng cuối năm giảm từ 0,7% xuống mức là 0,5%. Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu, đang vật lộn với làn sóng dịch Covid-19 mới. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Đức đã gần chạm mốc 100.000 người. Nhiều công ty Đức lo ngại dịch bệnh sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và cuối cùng sẽ dẫn đến sự phá sản hàng loạt đặc biệt là trong ngành bán lẻ. 70% các công ty công nghiệp nói rằng họ không tìm đủ nguyên liệu cho sản xuất. như một hậu quả đương nhiên, các công ty này sẽ phải tăng giá bán một cách đáng kể. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát, dự báo lạm phát sẽ đạt 2 đến 3% trong năm tới. Đây sẽ là một mùa đông vô cùng khó khăn. Tình hình tại Đức cũng là bức tranh chung cho cả châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận tình hình đang chuyển biến xấu đi một cách nhanh chóng và các dự đoán lạc quan về tăng trưởng kinh tế của cả khối vừa được đưa ra cách đây hai tuần, nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh lại. Chúng tôi đã dự báo kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu nội địa, nhưng nhiều diễn biến tiêu cực đã khiến xu hướng này đảo chiều và buộc chúng tôi phải nhìn nhận lại về đà phục hồi kinh tế. Vấn đề khó khăn nhất chính là sự gia tăng của làn sóng dịch COVID-19, sự xuất hiện của biến thể mới và nhiều quốc gia áp dụng các chính sách hạn chế để phòng chống dịch. Với tác động của dịch bệnh, tình hình lạm phát tại châu Âu tăng cao chưa từng thấy. Tình trạng giá cả leo thang hiện gia tăng sức ép lên Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, nơi các nhà hoạch định chính sách sớm đối mặt với quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của các gói kích thích kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích cho biết một số yếu tố tích cực vẫn đang hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế của châu Âu, chẳng hạn như tiền tiết kiệm tích lũy trong thời kỳ dịch bệnh đang giúp giảm nhẹ tác động của lạm phát đối với thu nhập của người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.